Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang hướng về Đại hội 13. Các địa phương triển khai kịp thời các biện pháp phòng dịch COVID-19. Người dân Yên Bái chăm sóc hoa phục vụ Tết. Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ hơn 4.000 mũ bảo hiểm hàng nhái. Kính thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc, đang đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào đại hội sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đồng thời có thêm nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc miền núi. 74 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng, ông Hạng Mỹ Re, người dân tộc Mông, ở nơi địa đầu Tổ quốc đã tự hào vì được sinh ra trong thời có Đảng, có Bác Hồ, vượt qua cái đói, cái nghèo, được học tập và trở thành người cán bộ có trí thức, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 50 năm qua, ông đã chứng kiến nhiều thành công to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự quan tâm của Đảng đối với đồng bào vùng cao. Nhờ có Đảng mà đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang được ấm no. Nhờ có Đảng mà quê hương Hà Giang thay ra đổi thịt từng ngày. Nhờ Đảng Bác dìu dắt chỉ bảo nên người. Và qua các kỳ đại hội và đặc biệt kỳ đại hội lần thứ 13 này, thì tôi có kỳ vọng là đại hội thành công tốt đẹp và sẽ chọn được những cán bộ chiến lược xứng đáng để vào Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục có những quyết sách để giúp đồng bào các dân tộc của những vùng khó khăn miền núi, biên giới bứt phá khó khăn và vươn lên làm ăn khá giả, giữ vững miền biên cương của Tổ quốc ở các mọi miền. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đều cập nhật thông tin từng ngày với niềm tin và kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những quyết sách phù hợp để tiếp tục phát triển đất nước và đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại hội 13 của Đảng thì cá nhân tôi mong muốn rằng là các vị đại biểu dự đại hội công tâm thảo luận kỹ và đưa ra cái quyết sách trong những phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với công tác an sinh xã hội của đồng bào dân tộc nói chung, địa phương chúng tôi nói riêng. Trong thời gian đại hội Đảng toàn quốc đang diễn ra thì chúng tôi là những người dân tỉnh Hà Giang, dân tộc thiểu số, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là trong đại hội này thì Đảng và Nhà nước sẽ lựa chọn ra các vị lãnh đạo có tầm cỡ để đưa ra những cái phương hướng, những cái chế độ chính sách thật là ưu đãi để dành cho dân tộc thiểu số như chúng tôi để được hưởng những cái chế độ chính sách đấy, để bà con chúng tôi được giảm nghèo bền vững. Đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang rất kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ chọn ra những cán bộ đủ đức, đủ tài, có tâm và có tầm để đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19 và sự lây lan nhanh của chủng virus mới, sáng ngày 29 tháng 1, các cán bộ phóng viên tác nghiệp, nhân viên phục vụ tại Đại hội Đảng lần thứ 13 đã được xét nghiệm COVID-19 lần thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội, toàn bộ đại biểu, các cán bộ, phóng viên tác nghiệp, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đã được xét nghiệm COVID-19 lần 2. Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Các phóng viên, cán bộ, nhân viên phục vụ đại hội lần thứ 13 đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Ngày 28 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp trực tuyến kết nối với các đầu cầu là Sở Y tế và một số bệnh viện trên địa bàn hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Nhận định đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh có nguy cơ diễn biến phức tạp, số ca bệnh có thể tăng lên trong những ngày tới. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để thực hiện điều trị tại chỗ các ca bệnh.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ nhất tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Bệnh viện Bạch Mai có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bệnh viện dã chiến thứ ba sẽ được thiết lập tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu mọi hành khách đi từ sân bay Vân Đồn Quảng Ninh và Chí Linh Hải Dương về địa phương khác từ ngày 15 tháng 1 đến nay bắt buộc phải liên hệ cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng vào ngày 28 tháng 1, ngay trong tối cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã họp khẩn thành lập tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19, phong tỏa Bệnh viện Trẻ Em và lên phương án chi tiết xử lý dứt điểm dịch. Theo báo cáo, tính đến 17 giờ ngày 28 tháng 1, Hải Phòng đã truy vết được 67 trường hợp F1, đã đưa đi cách ly 237 trường hợp F2. Ngành y tế triển khai lấy mẫu bước đầu 21 trường hợp âm tính, một trường hợp dương tính tại Bệnh viện Trẻ Em là người Hải Dương. Kết quả mẹ dương tính, con âm tính đã chuyển về Hải Dương điều trị. Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao do hai mẹ con có kết quả dương tính đã điều trị tại bệnh viện 4 ngày qua. Số người tiếp cận đối với đối tượng dương tính rất nhiều và rất khó kiểm soát, do đó việc khoanh vùng, xử lý các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm đang hết sức cấp bách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực bệnh viện, dừng hoạt động của các hàng quán quanh khu vực cổng bệnh viện, đồng thời triển khai ngay các phương án phòng chống dịch. Vào thời điểm hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng loạt các giải pháp. Nhiều khu vực công cộng như trường học, bến xe hay các dịch vụ lưu trú đã bị đóng cửa. Công tác phòng chống quá trình lây lan của dịch bệnh tại tỉnh đang được triển khai ở cấp độ cao nhất. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh hoàn toàn chủ động, đủ năng lực trong lãnh đạo điều hành, đủ năng lực đáp ứng phòng chống dịch. Tất cả các ca nhiễm sẽ xử lý tại chỗ. Các địa phương đơn vị nắm chắc tình hình dịch trong tỉnh và địa phương lân cận để chủ động được công tác phòng chống, tập trung cao nhất sự lãnh đạo chỉ đạo về truy vết cả người đã rõ và người chưa rõ trong diễn biến tình hình dịch phức tạp. Chúng ta không để khan hiếm hàng hóa Tết phục vụ nhân dân, không làm cản trở đến các cái hoạt động đi lại bình thường mà có kiểm soát, vì ta xác định là trong trạng thái bình thường mới, chứ không phải là như cái thời kỳ tuần đầu của cái tháng 4 năm 2020 khi mà cả nước giãn cách xã hội. Với phương châm tuyệt đối không để lây lan rộng ra địa bàn, các địa phương phải phát huy cơ chế 4 tại chỗ để vận hành, không để khan hiếm hàng hóa Tết phục vụ nhân dân, không để khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, hạn chế làm ảnh hưởng đến nhân dân trong dịp Tết, chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là người yếu thế, người gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Đối tượng mà liên quan tới F1, F2 thì hiện tại là đang nhiều trường hợp không đang ở nhà, cho nên là rất là ảnh hưởng cho cái việc truy vết cũng như là lấy mẫu xét nghiệm. Thì nội dung này thì cũng đề nghị các địa phương vào cuộc, và đặc biệt là công an tỉnh và công an các địa phương kết nối thường xuyên để làm sao mà có cái thông tin sớm để cho y tế sẽ vào để lấy mẫu xét nghiệm. Riêng với thị xã Đông Triều, tiếp giáp với vùng dịch Chí Linh Hải Dương, được xác định là địa bàn trọng điểm có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn, xây dựng phương án phong tỏa sớm, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo sinh hoạt an toàn cho nhân dân trong dịp Tết. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp tỉnh, 18 giờ ngày 28 tháng 1, toàn tỉnh đã lấy được 879 mẫu xét nghiệm, có kết quả 733, 13 dương tính. Quảng Ninh đã kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch với các biện pháp quyết liệt hơn, tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết và sàng lọc đến F4, đồng thời tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết. Sau khi nhận được thông tin về các trường hợp người Phú Thọ là người tiếp xúc gần trường hợp F1 của bệnh nhân 1553, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các huyện thị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cách ly 51 trường hợp là F1 của các bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 và 283 trường hợp F2. Theo nhận định, trong các F1 trên có một trường hợp có nguy cơ rất cao do người này tiếp xúc gần với ca bệnh số 1553 trong cùng bàn ăn. Hiện Phú Thọ cho biết đã cơ bản khoanh vùng được nguy cơ và tiếp tục truy vết các trường hợp khác. Sở Y tế Phú Thọ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí mua 5.000 test xét nghiệm và vật tư liên quan. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Một số nội dung đáng chú ý như các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định, thực hiện nghiêm túc ứng dụng an toàn COVID, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc cho học viên nghỉ học. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch đề nghị các sở quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thường xuyên cập nhật thông tin, chỉ đạo của các cơ quan chức năng đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch. Triển khai thực hiện nghiêm công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các địa phương về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn khách du lịch và người lao động tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho du khách, cán bộ nhân viên và người lao động trong ngành du lịch. Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 30 tháng 1, Việt Nam phát hiện thêm 34 trường hợp mắc COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Như vậy, số lượng bệnh nhân mới trong cộng đồng tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 180 người. Việt Nam có tổng cộng 873 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm 2021, xuất khẩu gạo qua châu Âu đã đón tin vui khi 60 tấn gạo thơm của doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu được bày bán tại các siêu thị ở Anh. Đây được đánh giá là tín hiệu tích cực từ lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Vương quốc Anh UKVFTA mang lại. Cụ thể, lô hàng 60 tấn gạo thơm thượng hạng được doanh nghiệp tại Anh nhập từ Việt Nam đã bày bán tại chuỗi siêu thị với giá bán lẻ 15,5 bảng 10 kg, tương đương 465.000 đồng 10 kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, doanh nghiệp Việt đã bước đầu nắm bắt và tận dụng được cơ hội mà Hiệp định UKVFTA mang lại để đưa gạo Việt hiện diện tại thị trường Anh. VFA cũng nhận định khi ký các hiệp định thương mại tự do như UKVFTA sẽ giúp đảm bảo lợi ích các bên và đây là cơ hội lớn cho ngành lúa gạo Việt Nam. Trước đây, số lượng gạo xuất khẩu vào Anh không đáng kể do bị áp thuế cao, do đó với việc được giảm thuế theo cam kết sẽ giúp gạo Việt tiếp cận thị trường tốt hơn. Với mỗi người Việt, Tết là dịp để quây quần và thưởng thức những sản phẩm mà chỉ ngày Tết mới có. Nhiều người Việt đang có xu hướng tìm về các mặt hàng truyền thống để đi tìm được đúng phong vị Tết thực sự ưng ý, vừa ngon vừa đẹp mắt mà đúng chất cổ truyền dân tộc. Trước đây, người tiêu dùng thường khá vất vả khi tìm mua những mặt hàng tiêu dùng độc lạ, chất lượng dành cho Tết, thậm chí còn thay thế bằng sản phẩm nhập ngoại. Thì nay mọi chuyện đã khác. Tín hiệu của thị trường đã mở ra rất nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Tết thì là một ngày đặc biệt, người ta thường dùng hàng ngoại, nhưng đối với em bây giờ vì đặc biệt nên mình ưu tiên hàng Việt, nó có nhiều phong tục tập quán nó phù hợp với người Việt mình hơn nên mình nên sử dụng hàng Việt cho phù hợp. Tại các siêu thị lớn, các loại bánh mứt kẹo phục vụ Tết nằm ở những vị trí bắt mắt nhất dành cho hàng Việt. Hàng Việt có bí quyết riêng của mình là hiểu thị hiếu và khẩu vị của người Việt hơn. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết nhiều màu sắc của người tiêu dùng, nhiều nhà phân phối đã chủ động sản xuất và cung ứng các sản phẩm Việt ra thị trường. Vừa bước vào trong siêu thị thì có những cái khu vực được bày bài trí bắt mắt, thì lại gần thì đấy là những cái gian hàng của Việt Nam và giống như là của Hữu Nghị hoặc là Tràng An. Và năm nay thì nhận thấy rằng là hàng hóa thì họ đã được thay đổi bao bì cũng như là về giá cả nó cũng rất là hợp lý để cho mọi người có thể được mua sắm cũng như là chuẩn bị cho Tết của mình ạ. Chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái đơn vị trực tiếp sản xuất các thực phẩm, ví dụ như là chúng tôi có rượu vang Thăng Long, chúng tôi có kem Thủy Tạ, các mặt hàng trong chuỗi thực phẩm chế biến của công ty gia súc gia cầm như là thịt hun khói và xúc xích. Tại các cửa hàng trên các con phố, năm nay hàng Việt cũng được ưu tiên nhiều hơn do nhu cầu của người tiêu dùng về một không khí Tết mang đậm truyền thống.
Giá cả chính là thế mạnh của hàng Việt. Với nỗ lực từ chất đến lượng, có thể nhận định hàng Việt năm nay đã chạm hơn, gần hơn đến từng gia đình. Người tiêu dùng đang dần từ bỏ thói quen, dùng hàng ngoại mới là đẳng cấp, chất lượng. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nên các nhà vườn ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đang tất bật chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường. Năm nay bà con phấn khởi nhờ hoa Tết được mùa, nhiều khách hàng tới tìm hiểu. Gia đình bà Nguyễn Thị Thủy ở thôn Hợp Thành, thành phố Yên Bái đã có truyền thống trồng hoa nhiều năm. Hiện gia đình bà có hơn một xào hoa với trên 5.000 giống hoa các loại, trong đó chủ yếu là hoa cúc. Từ trồng hoa đã đem về nguồn thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với việc trồng các loại rau màu khác. Với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, gia đình bà đã nắm bắt được kỹ thuật để hoa nở đúng thời vụ. Năm là tôi lại trồng lấy trong diện tích có một xào. Thì Tết đến thì chúng tôi cũng đem lại cái thu nhập mà nó nếu mà so về cây ngô cây lúa thì nó cũng năng suất hơn cây ngô cây lúa. Nếu mà thời tiết ủng hộ ấy thì chúng tôi cũng thu nhập được nó cao hơn. Còn gia đình anh Bùi Hồng Thanh ở thôn Bái Dương có gần 10 năm trồng hoa. Trước đây gia đình anh trồng chủ yếu là hoa cúc. Năm 2020, gia đình anh chuyển 4 xào đất sang trồng hoa hồng lai F1 với 5.000 cây. Để phục vụ cho mùa hoa Tết Nguyên đán năm nay, gia đình anh đang chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Hoa Tết là vụ sản xuất quan trọng, nhưng thời điểm năm nay diễn biến thất thường, cây dễ phát sinh nhiều loại sâu bệnh, nên gia đình anh phải thường xuyên ở vườn để theo dõi và chăm sóc. Năm nay hoa hồng là mới trồng, còn hoa cúc thì mọi năm tôi trồng suốt. Nhưng năm nay nói chung là thấy cái hoa hồng này là trồng nó đạt hiệu quả cao hơn là mấy rau màu. Nói chung là so đời sống kinh tế gia đình nó sẽ hơn. Cái hoa làm sao cố gắng để cho đẹp đến hết tầm thì thôi để phục vụ cho bà con nhân dân. Xã Tuy Lộc hiện có gần 60 hộ trồng hoa với diện tích gần 3 hecta, trong đó chủ yếu tập trung ở hai thôn Xuân Lan và Bái Dương. Với người dân nơi đây, mùa hoa Tết là mùa được trông đợi nhất trong năm, bởi đây là thời điểm hoa tiêu thụ nhiều, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Trồng hoa luôn đòi hỏi sự tinh tế tỉ mỉ và không kém phần vất vả, nhưng người trồng ở xã Tuy Lộc vẫn đang miệt mài trên từng đống hoa. Trong thời gian tới thì xã cũng tiếp tục vận động bà con nhân dân là mở rộng các cái diện tích về trồng hoa, những cái diện tích mà kém về năng suất sản xuất cây rau màu thì chuyển sang trồng hoa để tạo vừa nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân thế và tạo cái cảnh quan và cũng là phục vụ cho các cái dịp mà lễ Tết. Với những thuận lợi ban đầu về khí hậu, giá cả, hy vọng rằng vụ hoa Tết này sẽ có nhiều sản phẩm chất lượng góp thêm sắc màu rực rỡ cho mùa xuân cũng như mang lại niềm vui với mọi nhà. Những ngày này tại các làng hoa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, không khí xuân đã cận kề. Những người trồng hoa nơi đây đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán. Những ngày này, vườn lan của gia đình chị Nguyễn Thị Yến, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh có rất đông khách đến tham quan và chọn mua lan về chơi Tết. Với những chậu lan đủ màu sắc, khách hàng có thể dễ dàng chọn mua được những cây ưng ý nhất. Năm nào thì thường là tôi cũng đi mua hoa sớm. Để khi đi sớm thì mình có sự lựa chọn, cũng như là mình mua được cái giá nó rẻ. Thứ hai nữa là mình về mình được ngắm sớm. Và đến cuối năm thì thường là hoa sẽ không được như ý mình. Vì khi sớm cái gì mình có sự lựa chọn hơn. Để có được hoa đẹp đúng dịp chơi Tết, người trồng hoa như chị Yến phải mất khá nhiều thời gian chăm sóc. Năm nay tôi thực tế đi vào làm từ lúc phân hóa mầm hoa cho đến khi thu hoạch. Thì tôi sẽ điều chỉnh được nhiệt độ để hoa được đúng dịp Tết. Để phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Xuân Tân Sửu đang gõ cửa từng nhà. Người trồng hoa Bắc Ninh đang mong chờ gặt hái thành quả lao động của mình sau bao tháng ngày chăm bón vất vả. Niềm vui ấy dường như được nhân lên khi họ biết rằng những vườn hoa, cây cảnh của mình đang góp phần làm đẹp thêm cho mỗi căn nhà, tạo nên không khí đầm ấm, tươi vui của mỗi gia đình dịp Tết. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 1 cho biết vừa kiểm tra phát hiện một vụ sản xuất kinh doanh lưu trữ mũ bảo hiểm làm nhái sản phẩm thương hiệu nổi tiếng. Hơn 4.000 mũ bảo hiểm hàng nhái đã bị lực lượng công an thu giữ. Kiểm tra một ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, công an quận 12 phát hiện bên trong đang chứa hơn 4.000 mũ bảo hiểm có gắn tem khóa và biểu tượng mang nhãn hiệu nón Sơn, một thương hiệu mũ nón, mũ bảo hiểm nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh.
làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Chủ lô hàng thừa nhận số lượng mũ bảo hiểm được đặt mua qua mạng xã hội và các ứng dụng mua bán hàng online như Zalo, Shopee, Lazada để về kinh doanh kiếm lời. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số lượng mũ bảo hiểm nhái và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.